Và khi mà bước chân về đến Lumiere Riverside thì thấy rằng là wow, chỉ nói được chữ wow thôi. Và tất cả, không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người khi mà nhận nhà đều nói rằng là đây là một cái dự án đáng sống, nên về đây để là trở thành một cư dân, một thế hệ mới, một cư dân văn minh. Căn hộ rất là phù hợp để cho mình sinh sống ở đây. Em thích nhất là cái view, giống như là em đang đi resort ấy. Ở dưới nó có vườn, rồi hồ bơi với lại cái sân tennis, rất là nhiều cái thứ tích hợp để mình có thể giải trí trong ngay cái khu mà mình sinh sống mà không cần phải đi đâu xa. Chị rất là thích căn hộ đẹp, mà lúc chị bốc thăm thì chị cũng biết là nhà mình ở cái căn góc sẽ có view đẹp, nhưng mà chị cũng không nghĩ là nó sẽ đẹp như thế. Chị thích căn hộ chị nó có nhiều ánh sáng này, thiết kế khá là hợp lý. Hiện tại bây giờ nhìn là rất ổn về gọi là thẩm mỹ. Chủ đầu tư Materai Home là chủ đầu tư rất uy tín, đã xây dựng rất nhiều các dự án, và bên trong Sài Gòn là mình cũng vào được chiêm ngưỡng cái tòa mà bên Materai Home xây dựng. Và mình sau chuyến công tác ở Sài Gòn thì mình đã quyết định về để mua tại Lumiere trong khu Smart này. Hiện tại tiến độ ở trong khu Smart là chủ đầu tư đang xây là rất nhanh rồi. Đi qua đều chiêm ngưỡng cái dự án và thấy rất hài lòng về chất lượng. Cảm thấy là chủ đầu tư rất chỉn chu. Ở dự án thì mình đang ở rồi, và mình ở từ đời đầu ấy, từ đời khu S cho đến bây giờ mình đang ở như khu bên Materai rồi. Nên là mình cũng vừa thích là cái khu vận hành của Materai, vừa thích là cái tiện ích đẳng cấp ở nơi đây, cũng như là tiện ích nhiều của Materai nữa. Mình rất là tin tưởng về pháp lý. Cái thứ hai nữa là về cái việc của vị trí, từ cái khu vực mà mình đang đi làm, từ trung tâm ra đây khá là tiện, đường khá là thuận lợi. Cái thứ ba mà mình chọn Lumiere đấy là cái phần tiện ích. Tiện ích thì rất là nhiều tiện ích. Thế nên là cái thứ ba, tư nữa là cái môi trường. Môi trường Lumiere thì thật sự là không có gì phải chê cả. Mình thấy thì đây sẽ là một cái dự án mà vô cùng siêu tiện lợi về cái việc là khu vui chơi, tổ hợp khu vui chơi cũng như là ăn uống. Thì Lumiere nó có một cái vị trí là nó đối diện cái hồ tạo sóng, cho nên là nó có một cái vị trí view rất là đẹp, gần những cái khu vui chơi như là khu Cây Thao hoặc là khu Hồng Kông. Thì đây sẽ là một cái nơi lý tưởng nghỉ dưỡng khi mà mình đưa bạn bé nhà mình xuống đấy vào mỗi cuối tuần, vừa có vui chơi vừa có ăn uống. Chính vì thế thì mình đã lựa chọn cái dự án này. Cô thấy ở bên này là môi trường rất là nhiều tiện ích, rất tốt, không khí cũng tốt, vị trí rất đẹp. Tiện ích thì như là khách sạn 5 sao. Cô rất quan tâm, chú rất quan tâm, cô rất thích. Ở đấy rất là nhiều khu vui chơi cho các cháu này. Người già cũng có những cái để mà nâng cao sức khỏe. Với gia đình thì vẫn là một nơi sinh sống, mà lại còn được nhiều những cái đấy nữa.